Ngày 17 tháng 3 năm 2022, trên địa bàn huyện Dòng Trôm, Bến Tre, liên tiếp xảy ra hai vụ cướp tài sản với tính chất rất manh động và nguy hiểm. Bằng biện pháp nghiệp vụ sau 3 giờ gây án, hai trong số các đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ, gồm Phùng Thái Quý sinh năm 2006 và Nguyễn Hoàng Phú sinh năm 2006, cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, Quý và Phú thừa nhận khoảng 3 giờ sáng ngày 16 tháng 3, cả hai cùng với 6 đối tượng khác từ thành phố Hồ Chí Minh đến nhà bạn tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Khi đến khu vực quốc lộ 57C, địa phận xã Thuận Điền, huyện Dòng Trôm, thấy có người phụ nữ chạy xe mô tô nên cả bọn đã dùng dao khống chế, cướp số tiền 200.000 đồng, một điện thoại di động rồi tẩu thoát. Chưa dừng lại, khi đến khu vực xã Long Mỹ, huyện Dòng Trôm, bọn chúng tiếp tục dùng dao khống chế, cướp một xe mô tô của đôi vợ chồng khác. Sau 3 giờ gây án, Phùng Thái Quý và Nguyễn Hoàng Phú đã bị công an huyện Dòng Trôm phối hợp cùng các đơn vị có liên quan bắt giữ khi đang trên đường tẩu thoát về thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ một xe mô tô các đối tượng đã cướp được. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại có liên quan đến hai vụ án trên.